Thành phố Hồ Chí Minh, công an điều tra vụ việc thai phụ bị tấn công ngay tại nhà. Né chốt kiểm tra nồng độ cồn, đâm xe làm gãy xương cảnh sát giao thông. Cặp nam nữ U60 đột nhập cửa hàng, trộm 3,5 kg vàng. Một phó bí thư xã ở Tiền Giang gây tai nạn giao thông có biểu hiện say xỉn. Trở lại Điện Biên Phủ tìm kiếm và gìn giữ những giá trị lịch sử. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một clip ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là đang mang thai đã bị một phụ nữ khác tấn công dã man. Hiện phía công an đã nắm được sự việc trên và lập hồ sơ xử lý theo quy trình. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào trưa ngày 22 tháng 3 tại cửa hàng Thủy Sinh BP, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh NDH, sinh năm 1996, xác nhận sự việc xảy ra tại cửa hàng cũng là nhà của mình sinh sống và người phụ nữ bị hành hung là chị TTBP, sinh năm 1994, vợ của anh Hát, đang mang thai 4 đến 5 tuần. Thông tin thêm sự việc, anh Hát cho biết, hơn 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, anh Hát cùng chị P đang ở cửa hàng thì xuất hiện đôi nam nữ đến trước cửa nhà rồi tự mở cửa, cửa không khóa, xông vào bên trong. Khi xông vào bên trong, người phụ nữ lớn tiếng chửi mắng. Sau lời qua tiếng lại, người phụ nữ này dùng tay tác động vật lý liên tục vào người của chị P. Anh Hát nói và cho biết sau khi xảy ra vụ việc hành hung, vợ anh bị đau bụng âm ỉ, đau vùng da đầu. Anh đã đưa vợ đến bệnh viện khám, được bác sĩ kết luận bị xuất huyết buồng trứng bên trái. Sau khi đưa vợ về nhà, anh Hát đã đến công an phường Hiệp Bình Phước trình báo. Hiện sức khỏe của chị P vẫn chưa ổn định, sợ hãi và xuất hiện tình trạng nôn ói. Theo anh Hát, trước đó người phụ nữ cùng thanh niên kia và vợ chồng anh Hát có làm ăn mua bán thủy sinh với nhau. Trong quá trình kinh doanh, hai bên có hiểu nhầm rồi sau đó xảy ra sự việc trên. Trong khi đó, thanh niên đi cùng người phụ nữ tấn công thai phụ cho biết đây là chuyện của hai người phụ nữ. Lãnh đạo công an phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được sự việc trên và đã mời hai bên lên làm việc. Hiện phía công an phường đang lập hồ sơ về vụ việc để chuyển công an thành phố Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền. Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an thị xã Thuận Thành đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Tâm, sinh năm 2003, trú tại xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cặp lực lượng cảnh sát giao thông Bắc Ninh đang làm nhiệm vụ. Công Tâm đã tăng ga vượt qua chốt, tông vào trung tá Nguyễn Đức Sơn, khiến cho cán bộ này gãy xương đòn phải. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, Công an thị xã Thuận Thành thực hiện nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường liên xã Đình Tổ, đoạn qua thôn Đại Trạch. Tại đây, tổ công tác phát hiện nam thanh niên lái xe máy mang biển kiểm soát 99F1-50398 có biểu hiện vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thay vì chấp hành, nam thanh niên đã lao thẳng xe vào lực lượng chức năng, đâm trúng trung tá Nguyễn Đức Sơn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an thị xã Thuận Thành. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ nam thanh niên và đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ sự việc. Trung tá Sơn được đưa đi cấp cứu. Trung tá Sơn bị gãy xương đòn phải, xây xát hai chân, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thình, sinh năm 1966, trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, và Đặng Thị Thu Yến, sinh năm 1967, trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là hai đối tượng sống chung với nhau như vợ chồng, có nhiều tiền án. Thình có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam, sát hại người, chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Yến có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An và tỉnh Ninh Thuận truy tìm. Theo kết quả điều tra, khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2024, lợi dụng lúc gia đình anh Lâm Chí Hiến, chủ tiệm vàng Kim Ngọc Hiến ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông ngủ say, Thình và Yến đột nhập vào nhà, cậy tủ trưng bày, lấy trộm số lượng lớn vàng, bạc trị giá nhiều tỷ đồng rồi tẩu thoát trong đêm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an Đắk Nông đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là Nguyễn Văn Thình và Đặng Thị Thu Yến. Đây là hai đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án và đang lẩn trốn ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Đến 2 giờ sáng ngày 18 tháng 3, tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Văn Thình và Đặng Thị Thu Yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Thu giữ tài sản với tổng giá trị khoảng gần 4 tỷ đồng. gồm 580 triệu đồng tiền mặt, 4 túi vàng có trọng lượng 3,5 kg, cùng nhiều công cụ phương tiện gây án. Sau đó, đối tượng đã được di lý về công an tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai của đối tượng, sau khi bán một ít vàng được gần 600 triệu đồng, các đối tượng mua một số công cụ phương tiện về để kho vàng thành cục cất giữ, tránh bị phát hiện, rồi tiếp tục lẩn trốn. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của hai đối tượng này là lợi dụng đêm khuya, vắng vẻ, rồi cậy cửa đột nhập vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, điện thoại di động để trộm cắp tài sản. Trong đó, Yến là người cảnh giới, Thình đột nhập vào trộm cắp tài sản. Mới đây ngày 26 tháng 3, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông mà Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã có liên quan. Vụ việc đang khiến cho dư luận quan tâm bởi cán bộ này có biểu hiện say xỉn khi tham gia giao thông. Quan điểm của lãnh đạo xã là nếu cán bộ vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và Nghị định 112 của Chính phủ. Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 3, em Châu Thị Ngọc M, 22 tuổi, ngụ ấp Mỹ An B, điều khiển xe máy mang biển số 63B4-80437, lưu thông trên đường giao thông ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An, thì bị xe gắn máy đi ngược chiều do ông Nguyễn Bá Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã tông trực diện, làm em M bị té ngã, phải đến bệnh viện khám điều trị, với thương tích là chấn thương phần mềm cổ tay, cổ chân, trầy xước tay chân. Ông Dương bị té ngã vào lề đường cách hiện trường khoảng 50 mét. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn này cho biết, ông Nguyễn Bá Dương sau khi gây tai nạn có biểu hiện say xỉn và có ý định rời khỏi hiện trường, nhưng bị người dân buộc ở lại để giải quyết vụ việc. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Công an xã Mỹ Tịnh An và Công an huyện Chợ Gạo đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Sau khi gây ra tai nạn, cơ quan y tế xét nghiệm ông Nguyễn Bá Dương kết quả nồng độ cồn là 301 mg trên 100 ml máu, vượt ngưỡng trên 7,5 lần so với quy định. Sáng ngày 26 tháng 3, ông Nguyễn Bá Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Tịnh An, cùng một số người thân có đến gia đình em M thăm hỏi, tặng quà, nhưng phía gia đình không nhận. Nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 26 tháng 3, lực lượng chức năng ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ xe tải đang lưu thông trên đường thuộc khu vực phường 9 thành phố Vĩnh Long thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nhiều người đi đường hốt hoảng. Trước đó vào trưa cùng ngày, xe tải biển số 64H02158 do tài xế Nguyễn Hoài Ân sinh năm 1981, ngụ phường 8 thành phố Vĩnh Long điều khiển. Cùng đi trên xe lúc này có hai phụ xe. Theo tài xế Ân, xe tải trên đường chở bội chứa gà lưu thông từ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, khi đến gần giao lộ đường Phan Văn Đáng và đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long thì phát hiện lửa bốc cháy dữ dội từ phía sau xe. Bình tĩnh, tài xế Ân đã điều khiển xe tải chạy qua đường Phạm Hùng, đoạn ít xe và người qua lại để xử lý đám cháy nhằm không gây thiệt hại cho tài sản của người dân gần hiện trường. Ngay khi phát hiện xe bị cháy, nhiều người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy, xe tưới cây gần đó cũng đến hỗ trợ và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an thành phố Vĩnh Long cũng đã điều 2 xe cùng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến dập tắt đám cháy. Ngày 26 tháng 3, Công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và Công an xã Vạn Điểm đang phối hợp điều tra vụ người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến người tình trọng thương rồi tự chấm dứt cuộc sống. Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 26 tháng 3, người đàn ông và người phụ nữ xảy ra mâu thuẫn tại quán bia thuộc thôn Đặng Xá, giáp ranh thôn Vạn Điểm. Sau đó, người đàn ông dùng hung khí tấn công người phụ nữ rồi tự chấm dứt cuộc sống. Được biết, hai người có mối quan hệ tình cảm từ trước. Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu ở trạm y tế trong tình trạng đa vết thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 26 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích của nhóm 15 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 18 đang theo học nghề và văn hóa trên địa bàn vì đã có hành vi tụ tập dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện có hai nhóm thanh niên hẹn giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn. Đến khuya ngày 21 tháng 3, khi nhóm 15 thanh niên chuẩn bị hung khí, tụ tập tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, thì lực lượng công an ập đến bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật. Cũng trong ngày 26 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế cho biết, trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương. Khoảng 14 giờ cùng ngày, ô tô bán tải 36C132XX lưu thông theo hướng Bắc Nam đến tại km 12+710, cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc địa phận xã Hương Phú, huyện Nam Đông tự gây tai nạn. Hậu quả vụ việc khiến 2 người bị thương, chưa xác định được danh tính, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô bán tải lật ngửa hư hỏng. Được biết, khu vực xảy ra tai nạn đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường 55 ngày đêm mới hạ được hầm chỉ huy tướng Đờ Cát. Khoảnh khắc lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm đánh dấu sự thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định táo bạo bước ngoặt lịch sử, đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 55 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. 70 năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng ngày 7 tháng 5 năm 1954 ấy, khi lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm Đờ Cát là thời khắc lịch sử không thể quên trong mỗi người dân Việt Nam. Nằm ngay trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thuộc cánh đồng Mường Thanh, cách đồi A1 khoảng 1,5 km về phía tây, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát nổi bật lên với những hàng rào rộng, gia cố cẩn thận để chống lại sự tàn phá của thời gian, hệ thống dây kẽm gai dày đặc. Phía trên miệng hầm dựng một bức hình bằng xi măng rộng khoảng 6 m², khắc họa hình ảnh tướng Đờ Cát cầm ba tong cùng đoàn tùy tùng lầm lũi đầu hàng quân đội Việt Nam. Mái vòm sắt và các bao cát trên nóc hầm. Đây là con đường hào có mái che nối liền hầm tướng Đờ Cát với lô cốt trên đồi A1 mà thời đó quân Pháp đã dựng lên. Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát có chiều dài 20 m, rộng 8 m với một lối đi dọc, 2 cửa ở 2 đầu. Bên trong hầm được chia làm 4 gian dùng làm nơi làm việc. Trong số những di tích lịch sử ở Điện Biên, hầm Đờ Cát là một địa điểm nổi bật, khắc họa rất rõ nét, chân thực về cuộc chiến tranh chấn động địa cầu một thời của quân và dân ta. Trước kia, căn hầm này do thực dân Pháp dựng nên để làm cứ điểm chỉ huy cho tướng Đờ Cát Terry trong cuộc chiến tranh Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, sau 55 ngày chiến đấu, bộ đội ta đã chiếm được căn hầm và bắt sống được tướng Đờ Cát vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Hầm Đờ Cát nói riêng và tổng thể khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ nói chung mang những dấu ấn lịch sử đầy hào hùng của dân tộc ta trên chặng đường chiến đấu bảo vệ độc lập tự do. Hàng năm, nơi đây thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan tìm hiểu về lịch sử của dân tộc. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3, giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship diễn ra tại đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã mở màn cho chuỗi sự kiện tại tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024. Giải đua thuyền máy nhà nghề tại Bình Định hứa hẹn mở ra bước ngoặt cho thể thao biển Việt Nam, đưa mô hình mới về kinh tế thể thao gắn với các sự kiện quốc tế lan tỏa ra cả nước. Giải đua năm nay quy tụ 55 tay đua xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới về Bình Định. Trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3, khán giả trong nước và quốc tế đã mãn nhãn màn trình diễn kịch tính, ấn tượng và đầy gay cấn. Theo nhận định của ban tổ chức, cảnh sắc hùng vĩ của biển xanh kết hợp với tài năng và sự dũng mãnh của các vận động viên đã tạo nên một không khí sôi động và hào hứng trên khán đài, khiến du khách thích thú. Song song với giải đua mô tô nước, ban tổ chức tuần lễ Amazing Bình Định Fest cũng đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động phong phú đa dạng gồm chuỗi sự kiện giao lưu kết nối văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Định với các chương trình chính mang chủ đề tinh hoa đất võ. Đặc biệt, 54 gian hàng ẩm thực đã giới thiệu các món ẩm thực tiêu biểu, đặc sắc của Bình Định, các tỉnh bạn và Hàn Quốc. Các món ăn phong phú và nổi tiếng như nem chợ huyện, bánh ít lá gai, bánh xèo tôm nhảy hấp dẫn người dân và du khách. Nhiều người dân, du khách và cả vận động viên hứa hẹn sẽ quay lại Bình Định để thưởng thức, trải nghiệm cảnh quan xinh đẹp, cũng như văn hóa ẩm thực ở vùng đất võ trời văn này. Trong thời gian diễn ra tuần lễ, trong đó có việc tổ chức giải đua mô tô nước và các sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực của tỉnh Bình Định, lượng du khách đến tỉnh tăng đột biến. Trong tháng 3, khách lưu trú tại các cơ sở là 430.000 người. Khách đến tham quan các gian hàng ẩm thực, xem giải đua và các sự kiện, các điểm du lịch là trên 1 triệu lượt khách. Tổng quý 1 tăng 2,2% so với cùng kỳ. Đây cũng là cơ hội để quý vị đại biểu, khách quý, các vận động viên, du khách có giây phút trải nghiệm thú vị tại đầm Thị Nại, thưởng thức những hương vị ẩm thực độc đáo, riêng có của vùng đất võ trời văn, từ đó mang đến những phút giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn kịch tính. Qua sự kiện lần này, tỉnh Bình Định mong muốn đẩy mạnh hiệu quả quảng bá, truyền thông về hình ảnh con người, danh lam thắng cảnh của tỉnh đến các du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó tạo sự liên kết, phát triển du lịch bền vững giữa tỉnh Bình Định với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín trên toàn quốc và quốc tế. Vào mùa khai thác sứa, hàng trăm ngư dân vùng biển Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lại tất bật đánh bắt để chế biến món sứa rá rung vàng ươm, thơm phức. Những ngày này, dọc bờ biển Kỳ Ninh, bà con ngư dân liên tục trúng đậm sứa biển. Cứ vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng mỗi ngày, người dân dong thuyền ra khơi cách bờ từ 1 đến 2 hải lý để khai thác. Đến 8 đến 10 giờ cùng ngày, thuyền cập bờ mang theo đầy sứa biển. Sứa biển là loài nhuyễn thể được dùng làm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, bổ mát vào mùa hè. Ngư cụ để đánh bắt sứa rất đơn giản, chỉ cần giải lưới hoặc dùng vợt. Toàn bộ cơ thể sứa đều có thể chế biến thành thức ăn, trong đó phần chân sứa có giá trị cao nhất. Ngoài bán sứa tươi cho thương lái, một số hộ dân cũng sơ chế sứa ngay trên bãi biển để đem ra chợ bán. Sứa sau khi được cắt thành miếng nhỏ, đem rửa sạch với nước biển thì được trộn với lá lấu để loại bỏ vị tanh nhớt và làm gieo sứa. Sau đó trộn với lá rung để có màu vàng, thơm giòn tự nhiên. Theo người dân Kỳ Ninh, mùa khai thác sứa thường bắt đầu từ tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Năm nay mùa sứa đến sớm hơn và sản lượng đầu mùa cũng khá dồi dào. Trung bình mỗi chuyến ngư dân đánh bắt được từ 1 đến 4 tạ sứa, cho thu nhập từ 2 đến 5 triệu đồng một ngày. Sứa thành phẩm có thể dùng với mắm ruốc kèm theo rau thơm hoặc làm gỏi nộm ăn cùng bánh đa. Hương vị đặc biệt lại dễ chế biến nên sứa lá rung Kỳ Ninh được nhiều thực khách ưa thích. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.